Gần đây, có một nền tảng tài chính phi tập trung DeFi tiên phong đã nhanh chóng thu hút được cái sự chú ý từ cộng đồng tiền điện tử từ những tuần gần nhất. Và đây, cái dự án mình muốn chia sẻ cho mọi người đấy là cái dự án Qui DeFi. Đây là một cái nền tảng tài chính phi tập trung tiên phong thu hút rất là nhiều cái sự hấp dẫn từ các cái nhà đầu tư. Và ở đây thì nó sẽ có cái đồng token, đấy là cái đồng token Qui DeFi. Và cái đồng token này có cái sự tăng trưởng cực kỳ là đáng kể. Và lát nữa thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người rất là nhiều các thông tin đến từ cái dự án này. Và ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình là đây là một cái nền tảng cách mạng hóa tài chính phi tập trung với cái mô hình chia sẻ doanh thu sáng tạo. Là nó sẽ đã được list rất là nhiều các cái thông tin lên Binance Square, CoinMarketCap, CoinGecko. Thì ở đây mọi người cũng có thể truy cập. Ở đây thì mọi người có thể thấy là trên Binance Square thì nó đã chia sẻ rất là nhiều những cái bài liên quan đến cái dự án Qui DeFi này rồi. Và đây là cái dự án mà nó có cái tốc độ tăng trưởng rất là đáng kể, cực kỳ là nhanh chóng. Và quay trở lại với CoinMarketCap thì mọi người có thể thấy đây là một cái dự án này. Và đây thì đây là CoinGecko thì mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình, đây là cái đồng token của cái dự án đây. Cái đồng token này là 0,12 đô và ở đây thì mọi người có thể thấy này. Và cách để mọi người có thể là mua được cái đồng token này thì nó đã được list lên sàn giao dịch. Ở đây thì có các thông tin liên quan đến cái dự án thì mọi người có thể là truy cập vào đây để mình có thể cùng nhau tìm hiểu. Quay trở lại với website thì mọi người có thể thấy là mọi người hoàn toàn có thể mua đồng token của dự án ở trên 6 sàn giao dịch, ví dụ như là MEC, Bitmax, XT. Và ở đây thì mọi người có thể thấy là các cái thông tin. Ở đây thì đầu tiên mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình là cái giao diện của trên sàn MEC. Đây là một sàn giao dịch cực kỳ là uy tín. Và ở đây thì nó sẽ hiển thị cái giao diện về cái biểu đồ token của Qui DeFi. Mọi người có thể thấy cái xu hướng tăng giá cực kỳ là hấp dẫn. Và kể từ khi niêm yết thì các cái sàn giao dịch như MEC, Uniswap, XT hay là Bitmax vào cuối tháng 6 thì token này đã được chứng kiến cái mức tăng trưởng đáng kinh ngạc lên đến hơn 600%. 0,015 từ 0,015 lên đến tận 0,12 đô. Và mọi người có thể thấy là cái mức tăng trưởng cực kỳ là hấp dẫn. Và ở đây thì mọi người có thể thấy là nó đã đạt được cái khối lượng giao dịch hơn 100 triệu đô rồi mọi người nhé. Và cái điều khiến Qui DeFi trở nên khác biệt đấy là cách tiếp cận gây quỹ độc đáo của họ. Và không giống như nhiều cái dự án khác thì Qui DeFi không tiến hành bán trước và không có cái kế hoạch mở khóa tốc quần nào được dự đoán trước mọi người nhé. Và tiếp theo thì mọi người cũng có thể tìm hiểu và nó đã được list lên rất là nhiều các sàn khác nhau, ví dụ như là MEC, Bitmax, XT này hoặc là Probit. Và ngoài ra thì mọi người cũng có thể tìm hiểu. Ở đây thì mọi người cũng có thể tìm hiểu này. Ở đây thì mọi người cũng có thể tìm hiểu là thứ ba là cái cam kết của dự án đối với cái tính thanh khoản được thể hiện rất là rõ trong cái quyết định đầu tư. Và nó đã khóa là 3,5 triệu token trong cái tiền thanh khoản vào các cái nhóm LIPI trong cái thời gian là 10 tháng của cái nhóm. Và động thái này chứng tỏ cái sự tận tâm của nhóm và trong cái việc cung cấp một cái nền tảng ổn định đáng tin cậy cho người dùng. Và ngoài ra thì hơn nữa là cái TVD của cái nhóm trên Uniswap là hiện tại đang là 1,8 triệu đô rồi mọi người nhé. Và khối lượng giao dịch hàng ngày là 289 triệu. Và ở đây thì mọi người có thể thấy là để khuyến khích hơn nữa cái việc mà người dùng nắm giữ token thì Qui DeFi đã ra mắt cái chương trình Airdrop USDT. Nắm giữ token của Qui DeFi USDT sẽ có vào cái địa chỉ ví của các bạn trên cái mạng ERC20. Và cái chương trình này đã đạt được những kết quả ấn tượng với tổng hơn là 50.000 đô đã được trả cho những người nắm giữ token đến nay. Có lẽ thì nhờ cái chương trình này thì mọi người sẽ biết đến cái nền tảng này nhiều hơn. Và mọi người cũng có thể tìm hiểu về các cái lợi ích, sứ mệnh của cái dự án là cung cấp cho các bạn một cái hệ sinh thái an toàn, minh bạch và hiệu quả hơn. Và đây là lý do tại sao mọi người nên lựa chọn cái tokenomics. Thứ nhất là tokenomics sẽ có lợi cho các bạn, sẽ nâng cao nguồn thu nhập của các bạn. Tiếp theo là cái phí minh bạch, không có cái thời gian đặt cược và công nghệ điều khiển bằng AI chia sẻ lợi nhuận. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể là nhận token của các bạn ngay hôm nay và xem được những cái giải pháp của cái dự án cũng như là công nghệ của dự án như thế nào. Công nghệ của dự án này thì phát triển giải pháp phần mềm nhãn trắng được thiết kế riêng cho cái dự án. Các bộ phần mềm này được thiết kế riêng để đáp ứng cái nhu cầu.
Và ở đây thì mọi người có thể là kéo xuống đây để mình có thể tìm hiểu một chút về White Paper của dự án. Ví dụ như là đây là một cái nền tảng tài chính phi tập trung tiên phong đã nhanh chóng thu hút được cái sự chú ý từ cộng đồng tiền điện tử từ những cái tuần gần đây. Và cái sự gia tăng đột biến về mức độ phổ biến này phần lớn là do hiệu suất của token. Ngoài ra thì mọi người có thể thấy là những nhà đầu tư Hoa Kỳ hiện nay đang có rất là nhiều những cái bài, những cái video chia sẻ liên quan đến cái dự án của QDeFi. Và ở đây thì mọi người có thể thấy là họ dành cái sự quan tâm cực kỳ là lớn, và cái mã thông báo này được rất là nhiều người ảnh hưởng trên YouTube, trên toàn thế giới và đặc biệt là Hoa Kỳ bàn tán về cái nền tảng này. Và cái đội ngũ cốt lõi của cái token này rất là năng động và đã tham gia hơn 25 AMA tương tác với các cái cộng đồng trên Telegram, Twitter và Binance, trò chuyện với các cái cộng đồng khác nhau. Thì mọi người có thể thấy hiện nay thì có rất là nhiều những cái bài báo đã quan tâm, đã lên bài chia sẻ về cái nền tảng mới đang thay đổi bộ mặt của DeFi. Ở đây thì mọi người có thể là đọc được các thông tin ở đây, thì mình có thể hiểu rằng là cái dự án mô hình này đã chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích để cho mọi người có thể hiểu và biết ơn cái dự án này, rất là biết ơn cộng đồng, cái nhóm DeFi, và cột mốc này phản ánh cam kết của cái dự án trong việc mang lại cái giá trị người dùng thu hút 70%, bây giờ đã lên hơn 600% rồi mọi người nhá. Đó, thì mọi người có thể thấy đây là một cái nền tảng. Bằng cách nắm giữ cái token của các cái nhà đầu tư này thì mọi người có thể là có lợi từ cái việc tăng giá và kiếm được cái thu nhập thụ động. Và token này sẽ hỗ trợ bởi cái phần mềm quản lý rủi ro và giao dịch do AI điều khiển tinh vi và được tối ưu hóa để thực hiện nhiều cái chiến lược giao dịch hơn. Và ở đây thì mọi người hoàn toàn có thể là tham gia đầu tư, và mua thì mọi người có thể mua ở trên các cái sàn giao dịch lớn trên thế giới, nên là mọi người hoàn toàn có thể là yên tâm. Ok, thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho mọi người rất là nhiều các thông tin liên quan đến dự án. Nếu có bất kỳ câu hỏi gì hãy để lại câu hỏi phần comment, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này.